Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ở đây thì mình có đang ngồi với bạn Hương Lê, là một trong những cái hot TikToker, là đã có cái kênh TikTok của mình hơn 1,4 triệu lượt follower, và ở trên YouTube rồi fanpage cũng có tích xanh luôn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài cái chia sẻ của bạn Hương Lê khi mà học cái chương trình về thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt follower, hàng triệu cái lượt xem ở trên những cái mạng xã hội, và chị đã áp dụng những cái điều đó để tạo ra một cái kết quả cho mình như thế nào nha các bạn. Xin chào anh Linh, chào tất cả các anh chị. Và ngày hôm nay khi mà ngồi đây chia sẻ cùng với tất cả các anh chị, Hương muốn kể lại cho các anh chị cái câu chuyện mà trước đây Hương tự là người tự xây cho mình cái kênh TikTok của bản thân mình. Và sau một thời gian loay hoay tìm kiếm rất là nhiều những cái phương pháp, nhưng mà cái kênh của Hương không có lên được. Và Hương quyết định là tìm đến anh Linh, một người thầy đã giúp cho Hương rất là nhiều những cái kiến thức trong cái việc xây dựng nên một cái kênh có triệu follow như hiện tại. Thì hiện tại kênh của Hương đã có 1,4 triệu follow. Và sau cái thời gian mà Hương xây kênh cho bản thân của mình á, thì lúc đó là Hương hỏi tiếp thầy về cái việc là em có thể kiến tạo ra được những cái kênh triệu follow giống như em không. Thì thầy nói là bây giờ học lớp 5 ngày đi. Học lớp 5 ngày thì Hương phải công nhận một điều là sau khi Hương học lớp 5 ngày thì Hương thấy rõ cái lộ trình làm sao để mình có thể tạo ra được những cái video triệu view, rồi làm sao có thể tạo được cái kênh triệu follow như Hương. Và cái thành quả mà Hương thấy Hương đạt được đó là bản thân Hương cũng đã có một cái kênh 1,4 triệu follow, và Hương đã cũng đã tạo ra rất là nhiều những kênh như vậy. Cái điều biết ơn Hương dành là dành cho thầy, bởi vì nhờ thầy mà Hương đã có được những cái kỹ năng, những cái kiến thức để xây những cái kênh triệu follow như vậy. Và Hương nghĩ rằng nếu như các anh chị cũng đang loay hoay tìm kiếm những cái phương pháp giống như Hương trước đây á, thì các anh chị phải học luôn ngay cái lớp 5 ngày này. Bởi vì trong cái lớp 5 ngày này thôi đã đầy đủ tất cả những cái kiến thức mà để chúng ta có thể tạo ra được những cái kịch bản triệu view và những cái kênh mà triệu follow giống như Hương hiện tại rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn em. Như của em là không chỉ xây cho em mà em còn xây cho cả cái đội nhóm của mình nữa, đúng không? Dạ, ít nhất đó anh thấy đâu đó khoảng 6-7 kênh. Dạ, đúng. Và gần như là các kênh bây giờ là đang nằm ở cái mức triệu, trên triệu follow hết. Đó, đó là chúng ta thấy nha, đó là kết quả của bạn Hương. Đó là khi mà chúng ta học xong ở trong cái chương trình này, chúng ta sẽ học cái 5 cái điều rất là quan trọng. Thứ nhất là trước khi mà chúng ta xây kênh đó, chúng ta phải làm rõ lý do tại vì sao chúng ta phải xây kênh. Bởi vì một trong những nguyên nhân mà nhiều người ta bỏ cuộc giữa chừng ấy, đó là người ta không trả lời được câu hỏi là tại sao người ta phải xây cái kênh đó, đúng không? Cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ học cách tạo ra chủ đề đồng bệnh. Bởi vì đôi lúc là một sai lầm đó là thấy người ta làm sao mình làm đi chăng vậy, cũng là cái việc mà copy đó nó dẫn tới là chúng ta không hiệu quả. Copy nó phải có nghệ thuật, phải có kích thước ở trong đó, đó thì nó mới tạo ra được sự khác biệt. Thì đó là cái cách mà chúng ta chọn cái chủ đề đồng bệnh. Và đó là cái buổi thứ hai của chương trình. Và buổi thứ ba của chương trình đó là chúng ta sẽ, khi chúng ta có chủ đề rồi, chúng ta sẽ học về cách mà chúng ta lên ý tưởng. Đó là từ ý tưởng đó sang buổi thứ tư, chúng ta học về cái cách gọi là chúng ta lên được một cái kịch bản về chi tiết. Thì giống như bọn em là bắt đầu biết cách làm kịch bản, sáng tạo ra được kịch bản, tạo ra được nhiều ý tưởng hơn và không bị còn bị bí nữa. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta phải có được cái kịch bản để có hàng triệu lượt xem. Đó mới là điều quan trọng. Rồi xong, một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là khi chúng ta có lượt xem, lượt follower rồi, đó là làm thế nào để chúng ta kiếm được tiền. Bởi vì nếu mà chắc chắn bọn em không kiếm được tiền thì không thể tạo ra được nhiều kênh như vậy, đúng không? Nên đó là cái phần cực kỳ quan trọng nha các bạn. Bởi vì có rất nhiều bạn có hàng triệu lượt xem nhưng vẫn không kiếm được tiền. Nhưng cái điều quan trọng của chúng ta đó là chúng ta kiếm được tiền, đúng không ạ? Thì đó là cái mà 5 cái chủ đề trong cái chương trình này. Và để chúng ta học chương trình này, các bạn chỉ cần mời Linh một bữa ăn trưa thôi là chúng ta sẽ được học 5 cái ngày này. Ok các bạn, và chúng ta hãy nhìn vào kết quả của bạn Hương Lê, của rất nhiều bạn khác nữa và bản thân Linh. Linh là đã có kênh TikTok của mình đó 3,7 triệu lượt follower. Rồi vợ của Linh là chỉ trong vòng đầy 2 tháng là đã có 2,9 triệu lượt follow. Và đây là một cái người học viên mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, kết quả rất rõ ràng, không chỉ riêng mình mà còn với cả đội nhóm. Để chúng ta đăng ký chương trình này, hãy click vào cái đường link bên dưới. Chúng ta hoàn tất đăng ký nhanh, bởi vì số lượng vé chúng ta chỉ có tối đa đó là 1.000 người. Vì vậy và cái chương trình là chúng ta học online, nên kể cả khi chúng ta chưa biết làm video trước đây, chúng ta biết chưa biết cách làm kịch bản trước đây, thì chúng ta đăng ký và chúng ta sở hữu cái tấm vé này thật là nhanh. Chúng ta đăng ký và chúng ta chuyển khoản nhanh để chúng ta sở hữu tấm vé nha các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Hương Lê rất nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.